chợ Thêm Lùng. Hôm nay mình cũng chia sẻ với anh em là những giả cào siêu khổng lồ của Bình Thuận đang lần lượt ra cửa cảng luôn nha anh em. Sau những ngày nghỉ lễ nghỉ ngơi rồi đó, anh cũng đã vươn cánh ra khơi luôn nha. Về tốc độ chậm rễ ra cửa cảng luôn nha anh em. Đó, mình chúc tất cả các anh đi đi những chuyến ra khơi thật nhiều thắng lợi luôn nha. Giờ luôn luôn có nhiều sức khỏe luôn. Đặc biệt là chủ tàu khi bỏ lưới xuống mẻ nào là trúng mẻ đó luôn. Những ghe này thường thường là đi một tháng cũng không chừng nha anh em, một tuần lễ cũng không chừng sẽ vào cửa cảng, cũng tùy theo những trận đánh lưới thôi nha. Giở cào cái hai cầu đang xung phong đi trước nha, con cầu đực nó phía sau còn xa lắm nha anh em. Đó là phía xa đó. Mình sẽ quay giả cào cái trước nha anh em. Nó nhìn rất là hùng vĩ không? Đó, tầm 26, 27 mét luôn đó nha anh em. Lớn. Sau những chuyến đánh bắt xa bờ dịp anh về, bây giờ các anh là phải những ngày nghỉ lễ các anh phải buông chảy dương cánh ra khơi nữa nha. Giải những cào siêu khổng lồ của Bình Thuận là xuất phát anh em. Bình Thuận nè, 97535 TS nè. Thấy không? Đó. Trong bắt đầu là bơm nó nó thấy không? Đó, rất đẹp mắt luôn nha anh em. Tất cả các anh đi thắng lợi luôn nha. Các bạn con rất là dữ luôn nha. Con quá dữ luôn. Chuẩn bị trụ dây để cho mà những
những chuyến bữa lưới mới này nha. Trước nó nhìn bạn là những cái lạng này anh em nó đang cũng giờ cửa cảng rất tốc độ rất là dữ luôn, thấy không? Cặp giả cào của Bình Thuận đang xung phong sau những ngày nghỉ lễ, xung phong rất là quyết liệt và kịch tính luôn nha anh em. Tại thuyền chủ con tàu cá bơm rất là dữ luôn, thuyền chủ con tàu đực thì bơm cũng rất là dữ, không thua kém gì đâu nha. Còn là những tay lái thứ dữ cũng đó nha anh em. Không? Đó, nhìn cái con sóng nó nhấp nhô, nhìn rất là ghê cấn và hấp dẫn luôn. Đây mà cái này nó liếm lên tới cái mũi tàu luôn nè. Đó là mới gà đó, nè thấy không? Đó, cái gà đó, cái đó là gì? Tại con đạp dữ là như thế rồi đó anh em. Nhân cắn xó lên hết luôn, hút cả con tàu luôn đó anh em. Mình luôn chúc tất cả các anh em trên tàu được nhiều sức khỏe luôn. Bữa lưới chuyến nào là trúng đậm trúng đó nha, để về sớm với gia đình và vợ con luôn nha. Đó thì đánh thì tùy theo thôi, tùy theo anh đánh trúng thất trúng thì anh vô sớm, người thất thì anh vô cả tháng vô cũng không chừng luôn nha anh em. Những con sóng nó nhấp nhô thì nó rất là dữ luôn nha, thấy ghe lặn là lù là lỡ vô không đó anh em. Những ghe lặn là những ghe lặn là đánh bắt trong ngày anh em. Đó, đánh bắt trong ngày sẽ vào tấp nập luôn anh em. Đó, anh em thấy không, tàu đục phía sau chạy cũng rất là đó, rất là quay phong và lẫm liệt luôn nha anh em. Sau những ngày nghỉ lễ bây giờ mấy anh đã xung phong ra nhà cảng để bám biển về yêu nghề nha anh em. Chạy thấy ghê gớm không anh em? Sống nhấp nhô nhìn sướng con mắt luôn em ơi. Những con giải cào lớn này chạy ra thì gặp những cơn gió sóng lớn này thì nhìn rất là ghe mạnh chụp luôn, mạnh chụp của Bình Thuận ra cửa cảng anh em thấy không nè, rất là đẹp mắt luôn nha anh em. Nó mạnh chụp nha, lúc anh em đi ra chiến thắng chuyên nhận chiến mới thắng lợi, mạnh chụp của Bình Thuận ra cửa cảng luôn nha anh em ơi, đẹp mắt luôn. Chúc tất cả các anh trên tàu được nhiều sức khỏe luôn, đi chuyến nào chúng đậm chuyến đó luôn nha. Anh em được nhiều sức khỏe luôn. Đó, mình chụp cái Bình Thuận nhìn rất là ra cảnh nhìn rất đẹp nha anh em. Đẹp luôn em ơi. Nó nhìn như một vàng, như là vàng của như vàng đèn của mà những đồ hội chợ anh em thấy không? Nhìn rất là đã luôn nha anh em. Quá giả cào với mình chụp hôm nay cũng ghê cảng đông vui nha. Đó, nhìn rất là đã, mình phóng gấp vô đây nè. Quá đẹp anh em ơi. Dương cánh ra coi này nó đã quá đã luôn. Chúc mấy anh đi trên tàu đồng nhiều sức khỏe, đặc biệt là chủ tàu trúng đậm nha.
nhỏ mạnh chụp của Bình Thuận nhìn rất là đẹp mắt, cái màu vàng rất là nổi trội trên biển luôn nha anh em. Nhìn sướng mắt thì anh em ơi, rất là đẹp luôn, y như là một cái đèn nhà hội chợ của những đồng hội chợ với anh em. Ồ, đã quá anh em ơi, lâu lâu mới quay được con mình chụp của Bình Thuận ra cảng nha anh em. Rồi chúc tất cả các anh em xem những video mình thật nhiều sức khỏe luôn, là thành công bên cuộc sống và gia đình của mình luôn. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh trong thời gian qua luôn nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Video mình sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn.